Xin chào các bạn yêu thích tử vi nha. Thì hôm nay lại tiếp tục trả lời những câu hỏi tử vi. Sự lặp lại chuỗi trả lời câu hỏi tử vi liên tục làm cho mình bào mòn cái ý tưởng sáng tạo. Chỉ để nghiệm giải các lá số tử vi của các bạn rồi mình mất đi cái đam mê muốn đọc thêm cái gì đó, muốn tìm hiểu thêm cái gì đó. Chắc phải kiếm một cái gì đó mới mới. Cuối tuần chia sẻ các bạn về kiến thức cho nó vui chứ gần nghiêm giải này biết rồi nó nhàm. Các bạn nghe miết các bạn cũng cảm thấy nó không có hay, nó chán chán làm sao. Nghe riết rồi thấy nó nhàm nhàm. Có nghĩa là bạn nào cũng tới hạn gặp sát tinh nhiều thì khổ. Bạn nào gặp nhiều cát tinh thì sướng. Bạn nào đi qua một cái đại vận chu kỳ đắc thiên thời thì hạnh phúc. Nghe riết rồi nó không có gì vui nữa. Mà nghiên cứu tử vi thì đâu có phải vậy. Nghiên cứu tử vi là mình tìm hiểu xem là các yếu tố, các nguyên nhân tại sao ra vậy. Những cái hình ảnh của người trong lá số đó nó thay đổi như thế nào. Các sự kiện, các sao nó ảnh hưởng trong thực tế đời mình nó sẽ ra sao. Cái đó mới là cái hay của tử vi. Mình biết rồi mình sẽ giải ra sao đây. Mà mình không biết thì đường đời đi thì tại sao mình đi theo hướng đó. Mà mình biết rồi cuối cùng đời mình cũng đi theo hướng đó. Vậy thì có cách nào hay để mình từ đó thoát ra không? Chúng ta đọc hàng trăm quyển sách tử vi. Rồi kiến thức đó chúng ta cứ nghiệm vào đời thường. Rồi chúng ta cứ lặp đi lặp lại vậy rồi ta không biết đúng hay sai. Ví dụ như đợt vừa rồi mình có nói về sao thái âm hóa kỵ của người tuổi canh. Thì bạn Cao Văn Công bạn trả lời thì mình thấy được là hóa ra là thái âm của tuổi canh anh hóa kỵ chứ không phải anh hóa khoa. Vậy thì một biển trời ký đức về thiên đồng hóa kỵ nó hoàn không hoàn toàn đúng nữa. Vậy thì khi người ta nghĩ thiên đồng với hóa kỵ thì thành ra là thiên đồng với hóa khoa. Vậy thì tay trắng tạo cơ đồ của người thiên đồng hóa kỵ đó là sự ảnh hưởng trực tiếp của thiên đồng gặp được hóa khoa. Ôi một biển trời kiến thức viết cho bao nhiêu quyển sách để đến khi chúng ta nghiệm vô tử vi đời thực nó lại là một vấn đề khác hoàn toàn. Vậy trong các phần chúng mình chia sẻ, có phần nào các bạn thấy không đúng, không hợp lý? Cái tuổi mình dậy, ăn các sao giống giống dậy, mà cái diễn biến cuộc đời nó không giống dậy, có thể là theo một cái tình huống khác thì nhớ viết lại. Để nhiều khi tụi mình có được cái phản hồi của các bạn thì tích lũy thành một cái kinh nghiệm giải tử vi. Nó rất là hay, nó bổ ích hơn, để gặp những người sau mình nghiệm giải nó tốt hơn, đỡ sai hơn. Thì cũng cảm ơn các bạn đã gửi thư và chia sẻ khá nhiều. Thì cái chân tình của các bạn nó giúp cái kênh phát triển mà tụi mình có khả năng nghiệm giải nó tốt hơn. Nâng cao cái kiến thức của chính bản thân mình cũng như là tất cả các bạn trong trang tử vi của chúng ta. Ngoài ra thì cái phần chia sẻ của tụi mình cũng mong là các bạn ở đây những người nào nghiên cứu tử vi sẽ học hỏi thêm khá nhiều. Học là một thực chuyện thôi, nhưng mà các bạn phải biết cách làm sao để áp dụng tất cả những kiến thức mình học vô thực tế. Ví dụ đây là một hình ảnh của một con người đi. Thì cái ban đầu cái cung mệnh mình sẽ nhìn thấy được cái hình bóng của người đó đẹp, xấu hay là sang, hèn, giàu có hay là cái khuôn mặt thế ra sao. Cái đó mình phải biết được trước. Ở đường đời đi cái đam mê, cái ham muốn. Ví dụ như từ trong con người người ta ra là như thế nào. Thì các bạn nghe cho các bạn sẽ thấy hay lắm. Đến một ngày ở đó các bạn ra đường, các bạn gặp ai đó, người ta ngồi với các bạn uống vài chén chè hay vài ly rượu, rồi họ kể cuộc đời họ ra, bạn mường tượng như một cái lá số tử vi luôn, bạn thấy một cái lá số tử vi nó hiện ra trước mặt bạn luôn. Nhiều khi bạn nghe họ nói 15 phút xong cái ngồi cái đầu sau bạn ngẫm nghĩ, hoặc bạn kêu chứ ồ có phải là những năm này anh bị này không, những năm kia anh bị vậy không, rồi cái thời đại này anh bị thế này thế kia không. Tới lúc đó bạn sẽ cảm nhận được là ôi tử vi nó hay lắm. Lúc đó bạn cảm nhận được trời, cái lá số tử vi á, là đời thật của người ta đó, nó kỳ lạ lắm. Nó có giống như là một sắp đặt mà được sắp sẵn như vậy đó. Đến một ngày mà nghiệm lá số chỉ cần nghe câu chuyện có thể nói tiếp cuộc đời người ta ra sao luôn, mà không nhất thiết phải coi cái lá số tử vi. Đó là cái điều rất là hay cho môn tử vi. Thì tụi mình còn rất xa để đặt tới ngưỡng cửa đó. Nhưng mà mong các bạn chia sẻ ở đây, các bạn nghe được thì các bạn sẽ học tập, các bạn sẽ nâng cao được một cái khả năng gì đó mà mình nhìn cuộc đời với ánh mắt nó khác đi một chút. Nhiều khi tất cả mọi thứ mình tạo dựng trên đường đời này chỉ là sự sắp đặt của số phận. Cái sự mà mình đam mê về tiền bạc, có người đam mê về ái tình,
có người đam mê về khá nhiều thứ khác, về con cái, ước mong, ước mơ này nọ, thì đều có sự sắp xắn hết. Mà mình không biết là tự nhiên mình cứ đi theo một cái giống như là lối mòn. Khi mình biết được thì tất cả mọi cái nó mở ra. Mình thấy đời sống theo định mệnh có ý nghĩa hơn, mà bạn cảm thấy vui vẻ hơn. Gặp chuyện buồn mà sẽ không buồn nữa. Đó là điều rất là tốt. Thì mình nói nhiều để mình đưa tới bạn tới một câu trả lời tử vi của một bạn khá là thân trong kinh tử vi của chúng ta. Bạn này không bao giờ thiếu trong các bài bình luận tử vi, bạn này nghe tất cả các bài. Bạn này đã được nghiệm giải rồi nhưng vẫn muốn hỏi thêm. Hôm nay đặc biệt nghiệm thêm cho bạn vài câu, nhưng mà đi theo một cái hướng mới đi, không thể lối mòn hàng ngày nữa. Vậy thì câu trả lời thứ nhất dành cho bạn Mèo Mèo. Bạn này thì hỏi là: chị ơi, thiên lương đóng cung tật ất, có sao kình dương thiên hình nằm ngay đại vận 53-63, có hóa giải được sao xấu không chị? Cuộc sống sướng hơn không? Dạ, câu trả lời là không. Đường đời gặp hai con sát tinh, con thiên hình cũng là dao, mà con kình dương cũng là dao, hai con dao kề vô cổ thì làm sao mà hạnh phúc được. Đây đó là cách nghiệm giải đơn giản nhất. Tới hạn cuối đời gặp cung tật ất mà gặp hai con sát tinh, anh ngay con thiên sứ đóng đây, thì mình sẽ phải một vài lần mổ xẻ. 10 năm này có thể ra vào vòng khám hơi nhiều. Thiên lương là tượng trưng cho hình ảnh của vị bác sĩ, mà khi đóng cung tật ất thì báo hiệu là khi mình gặp bệnh có người cứu. Nhưng mà đã có thiên lương ở đâu thì ở đâu phải có bệnh tật, có lo lắng. Vậy thì mình có khá là nhiều người bệnh trong người, bệnh nhỏ nhỏ mà không giải quyết được. Bệnh là lúc nào cũng phải lo âu, lo từ trong tâm trí lo ra. Vậy thì cung thiên lương báo hiệu gì? Thiên lương nó vừa hành mộc, vừa hành thổ. Vậy thì nó sẽ báo hiệu là bệnh nội thương nằm bên trong. Những cái bệnh như là dạ dày, bao tử, tiêu hóa thì sẽ không thoát khỏi. Ở đây thì bát tọa chủ là sự gia tăng nhiều, nên cái này là do sự hấp thụ và ăn uống. Các con sao hành thủy báo hiệu là vấn đề của người phụ nữ, kinh nguyệt. Đây mình có hai con sao quan. Cứ gặp sao quan thì có pháp lý, thiên lương cũng một phần mang yếu tố pháp lý. Khi mình gặp kình hình thì cẩn thận, vấn đề pháp lý xảy ra, tranh chấp pháp lý xảy ra với mình khá nhiều. Nếu mà mình làm cái gì đó mà không tận tình thuận lý thì đây mình gặp khá là nhiều chuyện bực mình, hoặc gia tòa vào khám hay gì đó, cẩn thận, rất dễ dính vào trong đó, là rất nguy hiểm cho mình. Nhưng mà đây được cái là mình đắc cái thế thiên thời của đời mình, về tới cuối đời gặp thiên thời thì mọi thứ sẽ êm ả, mọi cái nó nhẹ đi, thì khi mà gặp nạn mình sẽ gặp may mắn nên mình thoát qua được, người ta không qua được mình qua được, nó là may mắn. Vậy thì đó là phần nghiệm giải rất là căn bản trong lá số tử vi. Và dưới nghiệm giải chuyên sâu thì mình sẽ nghĩ thêm một cái hướng khác. Thứ nhất là mệnh của mình là người sát phá liêm tham, thì khi mà mình về thấy hạn gặp cơ nguyệt đồng lương, đây là hạn kích phá, mình có khuynh hướng thắng được thiên thời của thiên hạ, mình muốn nhảy ra làm một cái gì ở trong cuộc đời. Sự gia hội của tam hóa biến cái ước mơ của mình thành sự thật, thì tất cả những gì mình tạo dựng từ tiền tài sản đất đai mọi thứ mình có được 10 năm này mình muốn bán ra. Sự gia hội của các tinh nhiều cho thấy kiểu là mình trong đoạn thắng lợi. Mình không nói về sức khỏe nữa nhé, mà mình nói về yếu tố kinh doanh. Có nghĩa là người này ở đây thấy về già, tự nhiên cảm thấy tiền bạc mình muốn bán đi, muốn cho đi, hoặc là mình muốn làm một cái gì đó lớn trong cuộc đời từ trước giờ mình ước mơ, thì ở hạn này mình muốn thực hiện nó. Khi mà sự gia hội của tam hóa ở đây kích phá lên thì ở đây cái đại hạn này mình ăn chứ giáp ngọ, mình sinh ở cái tuổi dần, nên sự gia hội của thiên thời tụ ở đây cho cái mong muốn là bao nhiêu lâu nay giờ mình cần thực hiện nó. Thì khi mình thực hiện thì chữ giáp nó sẽ sản sinh ra tam hóa của đại vận. Vậy thì liêm chinh mình sẽ ăn đại vận hóa lộc. Vậy thì chữ giáp sẽ là liêm phá vũ dương. Vậy thì sao hóa quyền với hóa khoa sẽ tụ vào bản mệnh của mình. Trước tiên mình phải là thiện liền, sau đó là mình phải làm sao để nâng cao cái bản thân mình lên cho nó cao sang lên. Thì cái sự bán đi tiền của tụ lại bằng cái đam mê và tiền của mình tụ hết vào tài. Tài sản kia mình không giữ nữa, tất cả những tài sản khác mình sẽ tạo ra tiền của.
Nhưng mà khi mà tảo tiền của về tới cung tài thành tiền thì ở ngay cung tài mình có hóa kỵ của thiên bàn gia hội với lại hóa lộc, hai con tích nghịch phá nhau, thì ở đây mình cứ yếu tố mình thủ tiền lại trước khi mình làm, mình lại không muốn làm nữa. Thì ở tuổi giáp sẽ là đại vận hóa kỵ, sẽ về cung phụ mẫu. Bao nhiêu năm cô nàng này làm ăn kinh doanh đủ thứ, đâu quan tâm tới yếu tố gia đình con cái, nhưng mà khi về tới cái đại vận này thì tự nhiên bao nhiêu cái suy nghĩ hồi xưa khác bố mẹ, không nghĩ với bố mẹ, thì ở đại vận này mình muốn làm một cái điều gì tương tự như bố mẹ mình đề cao vấn đề gia đình, nên mình muốn con cái mình nó hoàn tụ lại với mình, khuynh hướng là ảnh hưởng tới con cái của mình, muốn một cái sự gia đình đoàn tụ hay là ở gần bên nhau, hạnh phúc bên nhau. Thì cái đầu tiên dẫn dụ là cái khuynh hướng làm ăn và cái tạo dựng cho cả gia đình và cái sự cho đi ở gia đình mình. Thì hóa kỵ này ảnh hưởng lớn đến con Thao Thái Dương. Thì nếu như lúc này mình có ba mình thì mâu thuẫn lớn với ông già, hoặc là nếu mà mình có con trai thì lúc này con trai với mình có một cái sự thiếu đồng nhất và không hài lòng với nhau. Bản thân thì kích phá bán tất cả là kiếm tiền, nên khi cầm tiền trong tay thì lại không muốn thực hiện điều đó, vì từ cái bản tính ban đầu là cái người mà đam mê tiền, sợ trong cái thế nó mất đi, mà khi mình có tiền mình lại muốn mình hướng muốn tất cả mọi người đoàn tụ lại sống hạnh phúc bên mái nhà của mình. Ở đây mình tạo nên rắc rối của đời mình, tự mình đưa mình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thì cái ước mơ của mình sẽ là lớn, nhưng mà cái thành tựu mình đạt được nó lại quá nhỏ, quá nhiều tranh chấp. Trong đại vận mình lại ăn sao thiên lương, nghĩa là mình lo nghĩ quá nhiều, nên mình có cảm giác như là mọi thứ suy nghĩ của mình nó không thoát ra được, mình cảm thấy như rất là khổ tâm. Mà tình hình kích phá ra là mình có thể như có khả năng tranh chấp khá lớn với cả ảnh. Những người trong gia đình là một, những người làm ăn nó mình là hai, trong đối tác kinh doanh nó mình là ba, đây phải cẩn thận. Ngay cả sự cho đi của mình bị hóa kỵ tụ lại ở đâu thì ở đó là sự cho đi của mình, thì chưa chắc con cái nó lại nhận cái đó của mình, nên về già cảm thấy nó hơi mệt mỏi. Bao nhiêu năm cuộc đời vận động chỉ để lo tiền thôi, tới đây thì mình lại không cần tiền nữa. Thì sự dính nhập của từng năm các tiểu vận đi qua thì các sự gia hội của thiên lên xuống của từng năm có thể sẽ báo hiệu cho người này đạt được nhiều hay ít trong cái đại vận này. Đến khi mình mong muốn có đạt được trong mỗi năm hay không phải tùy vào mỗi năm. Thì đó là sự trả lời cho câu hỏi của em Mèo Mèo về nghiên cứu sâu vô cái đại vận nó mình được cái gì mất cái gì, rồi cách xử trí, cách sống hay suy nghĩ là ta tùy cho mình. Nhưng mà dù sao là mình ăn được thiên thời, mình ăn được thế nhân hòa, người hỏa về cung hỏa, thì ở chung trong đại vận này cái mình mong muốn cái thành tựu mình đạt ít nhất cũng phải được 60 tới 70%. Vậy cái đại hạn này tương đối tốt. Cẩn thận nho nhất là bị cung tịch ách mà, nên cái đại hạn này mình rất dễ bị mổ xẻ, cái đó mình cần phải lo. Thì đó là cái phần trả lời của anh dành cho em Mèo Mèo. Đổi khuynh hướng cái nghiệm lý nó khác đi một chút. Xin phép qua người kế tiếp. Tiếp theo là trả lời cho bạn Vi Lê nha. Vi Lê hỏi về thế Thạch Chung Vạn Ngọc. Đúng là mệnh em là người cư cơ, ái ngộ song hao, tối hiểm hóa lộc. Vậy thì thế cư cơ ngộ song hao đó là thế đẹp của Thạch Chung Vạn Ngọc. Nhưng mà nếu mình có sự gia hội của học này thì mình bị phá cách. Chúng ta phải để ý này, có nghĩa là con sao Cự Môn là một sao ám tinh. Vậy thì sâu bên trong nó là một cục đá, là cái ngọc nằm trong đá đó, nhưng mà nó cần cái sự bào mòn của thời gian. Có nghĩa là mình cần có một cái mảng học hành nghiên cứu khá là chuyên sâu ở một cái mảng sâu hơi sâu đó, rồi mình đạt được những thành tựu, và càng ngày cái thời gian cái tuổi tác nó đưa mình lên thì mọi người sẽ biết tới cái tên tuổi của mình về một mảng nào đó. Đó mình cần xây dựng lên tiếng tăm mình mới có. Vậy thì cái người mà đặt thế Thạch Chung Vạn Ngọc cũng nói lên một điều là người ta phải cần thời gian. Có nhiều người mà không có song hao, không có bào mòn hay không sáng ra được á, thì cả đời họ đi đến suốt đời luôn, họ cứ ầm ầm trong lòng, họ có khá là nhiều cái giỏi giang đam mê mà không bộc lộ ra ngoài được, người ngoài không biết được. Thường thì người Cự Môn sẽ là cái người mà thích biểu hiện mình, người ta sẽ có cái biểu hiện bằng lời nói, thể hiện ra tất cả mọi khôn ngoan bằng lời nói, họ nói rất nhiều. Nhưng mà nếu như mà mình cự cơ mà mình gặp song hao thì mình lại thành người trầm
trầm lắng lại, ít nói lại. Một cái thế khác đó là tự môn mình gặp hóa lộc thì mình lại là cái người nói nhiều hơn. Cái duyên của mình đến từ ăn nói. Vậy thì thành ra sự mâu thuẫn trong cái con người mình, có nghĩa là lúc mình trầm lắng mình suy nghĩ thì nghĩ quá. Lâu lâu mình bộc lộ thì mình lộ, bộc lộ sớm quá mình không kịp nghĩ. Đó là cái thế mà cái thì ái mộ cái này nhưng mà tối hiềm cái kia, nó phá hỏng cái cách của đời mình. Bởi vì em cần một cái mảng gì đó mà trong cái phần của mình cần chuẩn bị một sự chuyên sâu, một sự bào sâu vô, thì những khoảng như tầm 40 mấy tuổi trở đi thì bắt đầu mình mới có thành tựu được. Là một cái mảng gì mà ai cũng biết tới mình, nhưng mà tránh cái bộc lộ, nghĩa là tránh cái là chưa suy nghĩ xong mình đã nói ra rồi thì mình né được cái thế đó. Thì trong cái thế này mình sẽ chuyển cái hướng, có nghĩa là mình làm về những mảng chuyên về sale, về quảng cáo, về marketing, về quảng bá, về làm về tin tức thời sự, hoặc là làm về người dẫn chương trình cũng được, hoặc là giống như là một người, ví dụ như là ta đi du lịch cần một người hướng dẫn đoàn, mình có thể làm điều đó được. Nhưng mà cứ mỗi lần mình làm cái gì đó mình phải suy nghĩ 5 giây trước khi mình nói, hoặc là mình tăng lên 10 giây, nghĩ thật kỹ rồi bắt đầu mới mở miệng nói ra, thì mình sẽ đắc được cái thế của mình nó đỡ lại. Thì ở đây em anh có nhiều sao hay lắm này, anh là Khôi Việt này, thì bằng cấp có này, có lộc quyền thì cái gì mình nghĩ mình áp dụng liền mình đạt được thành tựu này, có sao thiên trù thiên hỷ này nọ này, làm bên mảng ẩm thực cũng được này, có kình dương kích phá cư môn này này, thành tựu đến nhanh hơn này. Vậy thì năm nay 31, năm nay 31 thì rơi vào đại hạn cung phúc, phúc ngập hay sao đồng lương, người cự cơ mà gặp sao đồng lương. Vậy hạn này đi xa chưa, hạn này em có đi đâu xa ở cõi quê nhà chưa, rời xa cái chốn quê hương mình ra chưa, thì nó mới có thành tựu được. Hạn thiên không thì chúng ta cần phải đi, mà anh nói hạn thiên không nhiều lắm. Có một cái bạn là trong kinh tử vi thì chúng ta có nói đó là rất thích mình nói về hạn thiên không, rồi bạn nghe lạ quá chưa thấy ai giải giống mình. Hay nhiều khi mình nói nữa nó lại là yếu tố mới nữa. Nhìn vô thấy sát tinh tụ về quá nhiều, khung kiếp gặp thiên không, gặp đà la gặp cô quả, gặp kiếp sát có quan phù. Ôi hạn này gặp nhiều vấn đề lắm chứ. Mà hai sao đồng lương là phúc ấm, nên mình hưởng phúc này thì đi xa mình dễ có thành tựu, hoặc từ trong gia đình mình có một cái định hướng đi ra cho mình thì mình dễ đạt được cái ước mơ đó. Vậy thì đi xa tới đâu rồi? Còn nếu như mình chỉ ở vòng quanh cái nơi mình sinh ra, rất gần khu mình sinh ra, thì ở đây mình sẽ ăn sao thiên không khá nặng trong cung phúc, là mình không thoát được cái suy nghĩ của từ trong gia đình mình đi ra. Cái mà mọi người suy nghĩ sẽ kéo mình lại, nó là điều không tốt. Nhất là ở hạn này mình gặp khá là nhiều sao thiên về cái gọi là tu hành, hành đạo tích đức, mà tuổi trẻ mình đang thấy phấn đấu mà mình vượt lên, thì ở đây nó làm cho cái tâm mình nó thỏa mãn sớm quá. À, mình nghĩ thì hướng tích tiêu cực nhiều hơn là tích cực, mình cần cái sự phấn đấu va chạm nên cái hiện tại đi xa nó tốt hơn. Thế mà đây em ăn hạn hồng lan cô quả hình riêu, ăn khá là nhiều sao xấu tụ về, vậy thì cái tình tình cảm của em không xứng ý toại lòng được. Cái tình duyên của mình luôn luôn chật vật vất vả đau khổ đủ thứ hết. Nhưng mà dù sao nó cũng là sự gia hội của tam minh đào hùng hỷ ở hạn này, thì nếu mà tính chuyện bền duyên với anh nào đó hoặc lên duyên thì lên đi. Cẩn thận nhất là năm 33, khi mà hạn cuối, khi mà kết thúc cái này thì mình sẽ gặp thiên không một lần nữa. Thì cẩn thận cái tình duyên đó là giữ hay không là do mình, tránh xảy ra tranh chấp. Ở cái lúc này thì mình sẽ giữ được cái tình duyên của mình. Cẩn thận là vô hạn sau mình ăn sao vũ khúc thất sát, là những hạn mà thích kinh doanh làm ăn mà có lộc tồn ở đây, thì lúc đó mình có khuynh hướng từ từ kinh doanh quảng bá hay là làm một cái việc gì đó, mình chuyển thiên hướng, mình nhảy vào những cái mảng mà môi giới bất động sản thì ở đó mình lại có tiền. Cái đoạn đời sẽ thay đổi biến chuyển khá lớn. Dù sao em cũng ăn được cái lộc của tuổi Tân, nên về việc vũ khúc gặp lộc tồn thì khuynh hướng kinh doanh làm ăn của lớn của em sẽ bắt đầu khởi động từ năm 34 tuổi trở đi. Nhưng mà muốn đạt thành tựu thì em phải gần gần 39 tuổi vì em là âm nữ. Mà dù sao nó cũng ăn sao tang môn của đời mình đấy nhá. Nhiều chuyện buồn thương xảy ra lắm. Nhất là hạn đó là cẩn thận là mình gặp vũ khúc ngũ tang môn thì nhiều chuyện buồn lắm đấy. Cảm thấy nhiều khi mình sống bên cạnh người yêu mình mà mình vẫn cảm thấy cô đơn. Đó là cái trả lời cho bạn Vi. Không cần nhất thiết phải sống chậm đâu. Em trong cái hạn này thì cả bên không mà.
cái gì, toàn tính cái gì, cứ làm. Cái vấp ngã từ giờ cho tới năm ba hết 33 tuổi, đó là một cái kinh nghiệm sống cho mình rất là quý. Thì từ đó mình sẽ vững chãi hơn trong cái hạn kế tiếp. Cứ va vấp đi, cứ làm đi, rồi mất hết đi, thưởng cái hạn làm cho nó hết con thiên không. Thì ngay cái hạn sau đó, khi mà em về em gặp được Lộc Tồn đi, thì ở đó thiên Lộc nó cho em cái khuynh hướng, một cái gì đó mà em sẽ đạt được cái thành tựu từ những cái em thua thiệt và mất mát bởi cái hạn thiên không tạo ra. Thì đó cũng là cái hay, em sẽ có nhiều cái kinh nghiệm sống tuyệt vời như người khác. Đó là rất gần cho người cự môn nhé, vì mình là người khẩu tài mà, nên khi mà mình dùng cái lời nói để tạo ra tiền của mình thì càng kinh nghiệm sống càng nhiều, thì cái đó càng tốt cho mình về sau này. Mình lên lúc nào biết dừng lại và lúc nào mình cần nói thì ở đó mình sẽ lấy lòng người khác dễ hơn, thì cái thành tựu của em sẽ đạt được khá nhiều. Ok, đó là phần ý trả lời cho bạn Vi Lê nha. Tiếp theo là mình có câu trả lời cho bạn Dương Vi nha. Thì bạn Dương Vi gửi về thì hỏi cho con cái của mình có hai người con, thì có một người nói coi số thì nói là con gái của mình sau này số khổ. Thì bạn Vương Dương Bi phải gửi về báo cho tụi mình biết là bạn là trai hay gái. Thứ hai là bạn phải gửi lá số của người con gái của bạn về để mình có câu hỏi chắc chắn hơn, chứ mình nhìn lá số của bạn thì không nói lên được. Tại vì cái cung tử tức của mình sẽ nói tổng quan về cái cách mà mình sống với con cái mình, và con cái mình nó sẽ tương tác với mình như thế nào qua lá số của mình. Đó là bộc lộ từ mình đi ra. Thì trong lá số của mình khó lòng biểu hiện hết. Ví dụ mình có hai đứa con, thì cái cách mình sống với cả hai đứa con mình sẽ tùy thuộc vào cái điều lá số này. Nhưng mà nếu từng đứa con nó cư xử với nhà thế mình, rồi chuyện gì xảy ra cho nó thì rất khó trong lá số của bạn nói được. Thì cái cung tử tức của mình chỉ là cung tử tức nói chung thôi. Thì ở đây mình thấy cung tử tức của bạn nếu mà sinh vào ngày 4 tháng 8 âm năm 86 hoặc năm Bính Dần, sinh vào giờ Dần, thì bạn sẽ ăn cái cung tử tức tham lang ngộ triệt ngộ đà ngộ hình ngộ tang hổ ngộ khốc hư. Vậy thì vấn đề bạn có con hay gì rất là vất vả và cực, mới cố gắng mấy lần mới có con được, nên bạn rất thương mấy cái con của mình. Cả đời ăn tang môn là cả đời lo lắng cho con cái không bao giờ hết. Thì cái đó là bạn cần gửi cái lá số của con mình về nhé, và hỏi đúng với người con đó vậy ha. Thì sau tiếp theo là mình nói về bạn Trần Văn Hùng ở Hưng Yên. Bạn Trần Văn Hùng gửi về nói là mình sinh ngày 20 tháng 10 năm 93, sinh lúc 3 giờ sáng, coi dùm về cung phù mẫu. Bạn Hùng hỏi về cung phù mẫu của bạn ấy. Thì đối với cung phù mẫu ở lá số này, sinh vào ngày 20 tháng 10 năm 93, sinh giờ Dần, vậy thì bạn Trần Văn Hùng nó hỏi cho người bố hoặc hỏi cho người mẹ thì cũng nên gửi lá số của mẹ mình về, bố mình về, coi nó tốt hơn. Còn nếu hỏi tình trạng hôn nhân của các cụ, thì hiện tại Hùng 29 tuổi rồi, thì khi mà sinh ra Hùng thì chắc chắn bố mẹ của mình rơi vào thế vô chính diệu, là thế cảm giác như là không có bền. Thứ hai, ở đây có sự gia hội của không kiếp, Riêu Y, gặp thiên hình, gặp đất thái tuế ngũ sông hao, thì mình rất quý bố mẹ mình. Nhưng mà bố mẹ mình gặp khá nhiều sát tinh, thì trong tình cảm có chuyện lục đục, sợ rằng hai cụ không bền duyên bên nhau, hoặc hai cụ phải có một cái khoảng cách trở, ngăn sông cách núi mà khóc than vật vã ra mới gặp lại nhau được. Thì không biết xảy ra vấn đề nào, nhưng mà nghĩ là có thể là chuyện chia tay rất dễ xảy ra. Thì càng lớn tuổi thì có sự nghiệp, thì Hùng lại là người không gần với bố của mình được, vì cái thân của mình ăn còn sao Thái Dương. Thì có khả năng là bố mình sẽ có khả năng là tiền của nhiều hơn mẹ mình, nhưng mà mẹ mình khá là giỏi. Chuyện bền duyên với nhau, hai cái cụ còn nói với nhau được bây giờ hay không, đó là tùy vào cái lá số của mỗi người. Thường thì những cái lá số này rất dễ khả năng chia tay cao vì cái cung này vô chính diệu. Nhưng mà được cái mà hay là con tử vi nó chiếu về, nó giải bớt cho cung này. Thì nếu như các cụ không khá giả thì các cụ có thể là vẫn bên nhau, tuy là tình cảm khá là lục đục, nên yếu tố của ái tình bên ngoài có thể tác động lớn tới hôn nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới ngay cả bạn Hùng. Phần mình trả lời cho cung phù mẫu của bạn Trần Văn Hùng, thì
Nếu được thì gửi về một trong hai lá số, nếu mà hỏi thêm của bố mẹ thì mình có thể trả lời thêm. Còn hiện tại thì mình cảm thấy như là chỉ được như vậy thôi. Như là Thái Tuế đóng cung Phụ Mẫu là mình thương quý bố mẹ mình nhất. Bố mẹ mình là có tiền của hỗ trợ cho mình lớn nhất. Nhưng mà cẩn thận trong tình cảm, bố mẹ nó hơi lục đục. Ok, cái đó phần trả lời. Còn riêng sức khỏe thì với lá số này không biết Hùng là con đầu hay con cuối. Nếu mà Hùng là con cuối thì cẩn thận, bắt đầu từ năm Hùng 33 tuổi trở đi thì phải lo lắng rất lớn cho sức khỏe của các cụ. Thì cung Phụ Mẫu nếu như hai vụ bình duyên với nhau thì chưa giải không kiếp bao giờ, thì tới cái hạn mình gặp tang hổ thì khung kiếp sẽ nổ ra cung Phụ Mẫu. Vậy thì một trong hai bố mẹ mình sẽ gặp chuyện khá lớn về sức khỏe. Thì cái đó là đến lúc Hùng cần phải khá lo. Còn bạn đang gặp hạn thiên không nhưng mà ăn các sao đào hồng ấy thì tình duyên tình cảm khá đẹp. Rồi xin phép trả lời cho những người kế tiếp.